chúa tể của những biểu cảm. Nhiều khi thầy có những biểu cảm không đỡ được. Mình chụp ảnh có rất là nhiều những cái khoảnh khắc của thầy mà không dám đưa lên, nên sợ là bảo là dìm hàng thầy. Tức là tay cố định và chỉ kéo cái thân thôi. Để cái màn tập này nó sẽ vào lườn các bạn. Vào lưng, vai, lưng. Thầy đã cầm chày. Thầy đã cầm chày rồi. Chuyến buổi chiều và họ sẽ đến vào buổi chiều tối. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2023. Ông Manu Phonking đã nói đến những bất lợi của đội tuyển Thái Lan. Họ đã trận bán kết lượt về muộn hơn chúng ta một ngày và họ là phải di chuyển hai lượt. Tức là họ phải di chuyển sang Việt Nam để đá trận chung kết lượt đi và di chuyển về Bangkok để đá trận chung kết lượt về, trong khi chúng ta được nghỉ nhiều hơn một ngày và chúng ta lại chỉ phải di chuyển một lần thôi. Theo thông tin mới nhất của Minh Hải từ Thái Lan, của Kirishi Nangda không bị chấn thương quá nặng, bạn ấy di chuyển sang Việt Nam trên những đôi chân rất là thanh thoát. Nếu các bạn nghĩ là đá bóng là chỉ có lấy quả bóng ra để đá thì chúng ta đã nhầm, bởi vì là nó còn có rất là nhiều những bài tập bổ sung nữa, bài tập bổ trợ nữa. Nhìn đồng hồ và khả năng cao là rất thân thiện. Thầy đang nói chuyện với